Kênh Sống Khỏe Sống Tốt xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, con người không ai có thể trường sinh bất tử, không ai có thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của tạo hóa. Thế nhưng bằng sự hiểu biết quy luật và khả năng cải tạo tự nhiên tuyệt vời của mình với các phép dưỡng sinh trường thọ, thì con người có thể sống khỏe và sống lâu hơn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách thực hiện và duy trì lâu dài để có được kết quả đó. Và sau đây sẽ là 11 bí quyết dưỡng sinh cực kỳ hữu ích và rất dễ thực hiện, được các danh y từ xa xưa đúc rút lại. Bí quyết đó là gì? Hãy cùng theo dõi video sau để hiểu rõ hơn quý vị nhé. 11 bí quyết dưỡng sinh khiến bệnh tật phải sợ. Thứ nhất, một chiếc lược gỗ. Mỗi lần bạn rửa mặt, gội đầu hay rảnh tay chải đầu, tiện thể dùng lược gỗ chải 100 lần vào buổi sáng và buổi tối. Đây là cách có thể kích thích não bộ, thúc đẩy lưu thông máu và tăng cường chuyển hóa tế bào não. Khi chải tóc, tốt nhất nên sử dụng lược gỗ, chải trong vòng từ 10 đến 30 phút mỗi lần và dùng một lực trung bình để làm cho da đầu cảm thấy nóng, bồng bềnh và hơi tê tê là được. Nếu bạn là người thuộc nhóm lao động trí óc, khi cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, bạn có thể nhặt chiếc lược lên và chải tóc. Những người thuộc nhóm bị các triệu chứng căng huyết áp, bệnh nhân bị xơ cứng động mạch và những người bị suy nhược thần kinh thì nên kiên trì chải tóc và hỗ trợ điều trị giảm nhẹ tình trạng bệnh bằng cách kích thích các huyệt đạo trên đầu. Thứ hai, hai lần vận động thể dục thể thao trong một ngày. Mỗi ngày bạn nên thực hiện theo nguyên tắc khởi động làm nóng cơ thể, tập thể dục hoặc chơi thể thao, điều hòa để cân bằng cơ thể khoảng 2 lần một ngày, đồng thời thì nên tránh những nơi có chất lượng không khí kém. Khoảng thời gian phù hợp để tập thể dục là từ 5 đến 6 giờ sáng và từ 4 đến 5 giờ chiều. Không nên quá muộn, nên kết thúc bài tập 2 giờ trước khi đi ngủ. Không nên ăn quá no khi tập thể dục để không mang lại gánh nặng lớn cho tim mạch. Thứ ba, 3 cốc nước thiết yếu. Bạn có thể sẽ uống nước nhiều lần trong ngày, nhưng có 3 thời điểm quan trọng nhất để uống nước, đó là trước khi đi ngủ, tỉnh giấc dậy vào ban đêm và buổi sáng sau khi ngủ dậy. Trong 3 thời điểm này, hãy uống nửa cốc nước để làm loãng máu, ngăn ngừa tai nạn liên quan đến bệnh tim mạch và mạch máu não. Nhiệt độ của nước không nên quá nóng hoặc quá lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất là từ 10 đến 30 độ C. Uống nước nhanh với số lượng nhiều có thể gây ra ngáy hoặc đầy hơi. Cách uống nước đúng cách là cho một miếng nước vào miệng và nuốt nhiều lần để giữ ẩm hoàn toàn cho miệng và cổ họng. Thứ tư, thích nghi tốt với 4 mùa trong năm. Một trong những yếu tố ảnh hưởng khá lớn đến sức khỏe đó chính là sự thay đổi của thời tiết và khí hậu. Vì vậy, việc rèn luyện cho cơ thể thích nghi tốt với các điều kiện thời tiết là rất quan trọng. Điều bạn cần chú ý nhất là chuẩn bị quần áo trang phục mặc phù hợp với điều kiện thời tiết để cơ thể luôn được bảo vệ một cách hiệu quả. Tiếp theo đó là lên các thực đơn ăn uống sao cho phù hợp với tình hình thời tiết và sức khỏe của bản thân. Dựa vào sự thay đổi của thời tiết 4 mùa trong năm, bạn nên chọn các giải pháp chăm sóc các cơ quan cơ thể tốt hơn, ví dụ như dưỡng gan vào mùa xuân, dưỡng tim vào mùa hè, dưỡng phổi vào mùa thu và dưỡng thận vào mùa đông, trên cơ sở nền tảng là mùa xuân thì ấm, mùa hè thì nóng, mùa thu khô hanh và mùa đông lạnh giá. Thứ năm, massage bấm 5 huyệt vị quan trọng. Vào buổi sáng và buổi tối thì bạn nên dành thời gian chăm sóc cơ thể một cách hiệu quả, đơn giản bằng việc xoa bóp bấm huyệt. Đây là 5 huyệt vị có tác động lớn đến sức khỏe tổng thể. Mỗi huyệt vị bạn chỉ cần day bấm từ 2 đến 3 phút là đủ. Huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân, huyệt Túc Tam Lý má ngoài bên cạnh đầu gối, huyệt Thiên Khu cách rốn hai thốn, huyệt Tam Âm Giao bên cạnh bắp chân. Thứ sáu, đi bộ 6.000 bước. Đi bộ được xem là một trong những bài tập thể dục tốt nhất. Mỗi ngày, bạn kiên trì đi bộ khoảng 6.000 bước, tương đương với khoảng 3.000 mét là đạt yêu cầu rèn luyện sức khỏe. Khi đi bộ, cố gắng duy trì ổn định nhịp tim, nhưng không nên đi quá nhanh vì rất dễ làm tổn thương khớp. Tốt nhất là bạn nên đi bộ mỗi tối. Nếu thời tiết xấu, bạn có thể đi bộ trong nhà. Những người ở độ tuổi 60 và 70 có thể đảm bảo nhịp tim ở vào mức khoảng 100 lần sau khi tập thể dục. Khi đi bộ, bạn nên chọn giày thể thao thoải mái và nhẹ.
phần trên nên thoáng khí, ấm áp và không thấm nước. Đế phải có lót đệm. Quần áo nên chọn loại vải thấm mồ hôi và chất liệu mềm mại, thoáng khí. Loại quần áo chuyên để chơi thể thao nhanh khô là tốt nhất. Thứ 7. Cứ 7 ngày mới nên tắm kỹ. Bạn có thể đang có thói quen tắm thường xuyên, thế nhưng lời khuyên dành cho bạn là không nên tắm quá kỹ hàng ngày. Trong khoảng 7 ngày, bạn lại nên tắm kỹ một lần. Thời gian còn lại, bạn chỉ nên tắm rửa đơn giản. Bởi nếu tắm quá nhiều, vô hình sẽ làm mất đi lớp bã nhờn bảo vệ ở bên ngoài da. Lớp này có tác dụng bảo vệ cơ thể vô cùng quan trọng. Và cần lưu ý rằng, khi bạn vừa ăn no thì không nên tắm. Tốt nhất nên chọn khoảng 1 giờ sau bữa ăn và tốt nhất là không quá 20 phút cho mỗi lần tắm. Thứ 8. Ngủ đủ 8 tiếng. 8 giờ ngủ mỗi ngày có thể giúp bạn phục hồi sức mạnh của cơ thể. Nếu ngủ quá ngắn thì sẽ không có lợi cho việc khôi phục lại các chức năng trong cơ thể, cả về sức mạnh tinh thần và thể chất. Nếu thiếu ngủ quá lâu sẽ khiến não bộ hỗn loạn. Bạn nên duy trì ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm, 1 giờ ngủ hoặc nghỉ thêm vào buổi trưa, tuyệt đối là không thức khuya. Thứ 9. Ăn no 9 phần. Mỗi bữa ăn nên duy trì theo nguyên tắc tối đa ăn no 9 phần, còn 1 phần để không gian rỗng trong dạ dày cho các cơ quan nội tạng hoạt động dễ dàng hơn. Không nên giữ thói quen bữa nào cũng ăn no, nên ăn đủ số lượng cần thiết và thực hiện bữa ăn đúng giờ. Ăn nhiều rau củ quả, thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Mất cân bằng trong chế độ ăn uống và mất cân bằng cảm xúc đều có thể gây kích thích dạ dày. Tất cả các loại cảm xúc vui buồn, lo lắng, tâm sự, chán nản, sợ hãi hay ngạc nhiên đều có thể tác động mạnh đến sức khỏe của lá lách, gan, dạ dày và các cơ quan cơ thể khác, gây hại đến toàn bộ chức năng vận hành của cơ thể. Thứ 10. Nên cười 10 phút mỗi ngày. Mỗi ngày bạn cười 10 phút thì cũng tốt như việc bạn tập thể dục trong 45 phút vậy. Sự hình thành các bệnh trong cơ thể được cho là có liên quan nhiều đến yếu tố cảm xúc. Tức giận và trầm cảm có thể dẫn đến bệnh gan do chức năng gan bị ảnh hưởng và hoạt động kém, dẫn đến ứ đọng và tắc nghẽn, cuối cùng gây ra các bệnh khác như viêm dạ dày, viêm đại tràng. Thứ 11. Tập thở để đẩy lùi bệnh tật. Thở là một cách để lấy dưỡng khí nuôi cơ thể, đồng thời cũng đẩy chất độc có trong cơ thể ra ngoài thông qua hoạt động hít vào, thở ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng thở đúng cách. Cách đây 2.500 năm, đạo yoga đã xác định người ta sinh ra biết ăn, biết đi, biết nói, nhưng không biết thở. Vì vậy, thở là giai đoạn then chốt trong tất cả các phương pháp tu luyện cổ truyền phương Đông. Thở gắn kết con người và vũ trụ, ảnh hưởng qua lại giữa tâm lý và sinh lý, điều hòa âm dương, khơi dậy tiềm năng, đẩy lùi bệnh tật. Khi con người hít thở đúng cách, hơi thở sẽ làm trong sạch cơ thể. Lượng oxy được tăng cường khiến máu đen chuyển thành máu đỏ. Độc tố nitơ carbonic tích tụ ở tim. Do đó, khi bạn hít vào và nín thở, khí độc trong người hòa trộn với hơi thở và sau đó được đẩy ra ngoài. Khoa học đã chứng minh lượng oxy được cung cấp đủ cho cơ thể sẽ giết chết các loại vi trùng, vi khuẩn và virus có trong cơ thể. Tư tưởng và hơi thở liên quan chặt chẽ với nhau. Hít thở đúng cách giúp cho lượng serotonin, một chất được não sản xuất ra quyết định tâm trạng và khả năng tập trung của con người, tăng lên rất nhiều. Điều đó sẽ khiến bạn không còn cảm thấy mệt mỏi, khả năng tập trung cao, tính cách vững và chịu áp lực tốt, đẩy lùi những suy nghĩ không tốt, sự đau khổ trong tinh thần. Thở đúng không chỉ nhằm lấy được nhiều oxy cho cơ thể, mà quan trọng là sử dụng hiệu quả nhất lượng oxy đã lấy vào, lập lại cân bằng âm dương, chống rối loạn tiến trình oxy hóa khử, chống lão hóa, từ đó giúp chống lại nhiều bệnh tật. Và sau đây là 4 lưu ý khi thở để có thể đem lại hiệu quả tối ưu nhất. Thở bụng. Thở bụng giúp hấp thu nhiều khí vào cơ thể hơn là thở ngực nhờ động tác hạ thấp cơ hoành để mở rộng thêm thể tích lồng ngực về phía dưới. Đồng thời thở bụng giúp tống khí thở ra mạnh hơn nhờ động tác dâng cao cơ hoành do thoát bụng. Tốc độ thở. Nên thở sâu mà chậm. Tư thế khi thở. Nhắm mắt, tập trung ý thức vào nhịp thở để thư giãn tinh thần. Thời gian thở. Có thể áp dụng thường xuyên hoặc mỗi ngày 30 phút tập hít thở theo đúng kỹ thuật.